Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiện lễ chào toàn thể cô bác anh chị đang xem trên kênh YouTube của thầy Thích Thiện Lễ. Hôm nay Thiện Lễ muốn chia sẻ với toàn thể cô bác anh chị về một vấn đề mà của cái cô Ngọc Hiếu mà cổ phát ngôn ở trên mạng rất là bừa bãi. Cái cô này chắc hồi trước kia theo Thiện Lễ nghĩ là cổ chắc bị một cái vị sư phụ của cổ là những ông thợ tu đó, những ông thợ tu đã từng chấm mút gì cổ đây, cho nên bây giờ cổ hận, cổ quay lưng, cổ không biết nói ai. Bây giờ cổ quay ra cổ nói những cái ông thầy đi đám và những ông thầy tu ở trong chùa mô Phật. Thiện Lễ hy vọng qua video này có thể là cô Hiếu được nhìn thấy lời của Thiện Lễ chia sẻ nha. A Di Đà Phật. Thưa cô, thầy tụng hay thầy đám hay thầy ở trong chùa thì cũng có người này người nọ, chớ cô quơ đũa cả nắm thì tội nghiệp những cái vị người ta cái lòng chân thật nha cô nghe. Nhìn cô thì ăn nói thì này, nhìn mặt mày thì coi cũng lịch sự có người đó, nhưng cô ăn nói rất là hàm hồ, thua một cái người mà họ thất học nữa. Thì Thiện Lễ nói thì Thiện Lễ xin lỗi cô trước, tại vì Thiện Lễ bản tánh rất là cương trực, nghĩ sao nói vậy. Cô nói là để tẩy chay những vị thầy từng đi đám và những vị thầy tụng, hãy ủng hộ ban hộ trì. Cô sai lầm mà và nói với tất cả mọi người trên thế giới này là sai lầm khi nhà có cái tang sự mà đi rước thầy lại tụng kinh, mà đi cái trả cái trả cái tiền cúng dường cho họ thật là hoang phí, để cái tiền đó để cho cái ban hộ niệm và anh em đạo tỳ nó có ích lợi hơn. Thưa cô, cái gia đình cô á mà có cái người thân mà mất đó, cha mẹ cô hay là chồng con cô gì đó mất đó, cái ông thầy tụng hay là thầy đám thầy gì đó không biết, mấy ông đó không có tự nhiên đi lại nhà cô, không có khi nào mà mấy ông đó tự nhiên chạy lại nhà cô chứ. Việc trước tiên là cô phải đi mời hay cô thỉnh gì đó người ta mới đến gia đình cô. Nhưng mà tùy tùy là cái gia đình cô như thế nào, còn cái thầy ở trong chùa thì cô đến cô thỉnh. Thì bây giờ tôi nói với cô, tôi nói rất hai ba cái video rồi, thầy ở trong chùa cũng có ông thầy này ông thầy kia, thầy ở ngoài đời cũng có ông thầy này thầy nọ, nhưng mà cô nói là kêu những ông thầy đó lại tụng kinh là rất là hoang phí. Cái người chết họ không được siêu sanh, không được siêu thoát. Xin lỗi cô Hiếu nha, cô Ngọc Hiếu nè. Vậy là cái người nào cái cô rước cái ban hộ niệm lại là tụng là siêu thoát hả? Cái ông thầy trong chùa tụng hay là cái ông thầy đám gì đó là tụng không có siêu thoát? A Di Đà Phật. Nói cho cô Hiếu nghe nha. Thường ngày cũng có cái số người cũng giống như cô vậy nè. Thường ngày á phỉ báng, nói không đúng sự thật, làm nhiều điều không đúng. Sống ở trên đời hiện tại đang sống sinh sống đó, làm nhiều cái chuyện độc ác, đến chết đi đến cái ngày cuối cùng đó, đến cái ngày mà mất á, dù có cô có kêu 1.000 ông thầy ông sư lại thì tụng kinh thì có siêu thoát hay không thì cô tự cô suy nghĩ. Rồi con người mà không hành thiện tích đức từ đầu mà đến cái lúc chết, nhưng đây là
Đây là cái tục lệ, cái phong kiến của ông bà Việt Nam của chúng ta từ xưa đến nay, miễn hễ đám táng là có một vị thầy đến để việc trước tiên là tụng kinh cầu siêu cho cái vong linh đó. Còn cô nói nè, cô nói để tẩy chay những ông thầy tụng. Quý vị nghe cái lời cô Hiếu nói Quý nha. vị ơi, theo tôi thấy là từ lâu mình đã sai rồi. Những ông thầy tu, những người tụng đi tụng kinh thuê đó, người ta không có đức độ gì mà mình lại thỉnh, lại rước người ta về tụng cầu siêu. Tiền đó mình phung phí quá. Thay vì vì tiền của đó đó, mình để mình bồi dưỡng cho băng đạo tỳ. Vì suy cho cùng, băng đạo tỳ là cực khổ nhất, là người ta có công đức nhiều nhất, công đức hơn những người mà mấy 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 ông mà mặc đồ xuất gia, mà là mặc đồ của sư mà không có tâm đạo. Mình phung phí cho mấy tiền cúng cho mấy ông mà không có tâm đạo đó, mình phung phí, mình tự niệm. Quý vị có nghe rõ lời cô Hiếu nói không ạ? Những cái vị tụng kinh ở trong chùa, những cái vị mà thầy đám là rước lại tụng kinh rất là quan phí. Chỉ có chết đi rồi á, gia đình cô có chết á là tuyệt đối là đừng nên rước thầy. Để cái tiền mà rước thầy đó, để cái tiền đó bồi dưỡng cho cái ban đạo tỳ ha, với cái ban hộ niệm gì cô nói đó, tại vì chồng cô là làm đạo tỳ. Cô nói như vậy, mô Phật, tôi nói cho cô nghe, cái người đạo tỳ hay hoặc là cái ông thầy đi đám, thầy tụng đám gì đó, thì đó cũng là cái nghề của họ. Đó là cái nghề để người ta sinh mưu sinh, mà cái người mưu sinh cái cách này, người mưu sinh cách khác đó. Còn cô á, cô nói từ cô nói cô quơ đũa tất cả cả nắm rồi, cô nói luôn cả những vị trong chùa tụng kinh là không có siêu được, chỉ có ban hộ niệm là tụng kinh mới siêu. Đây cô nói chuyện thấy con người cô cái vẻ cũng thấy cũng có cái gương mặt thấy cũng thanh lịch, nhưng mà tại sao cô ăn nói không có cái thấy thấy mang cái nghiệp nhiều quá. Như cô như vậy là chết vậy sao siêu, như 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 cô nói chuyện như vậy là, mà nếu mà cô có chết đi á có 800 ông thầy lại tụng cũng không có siêu được, tại vì đầu tiên là cô đã phỉ báng rồi, mà cô á cô bị một cái va chạm gì đó với một cái ông thợ tu nào đó, ông sư phụ của cô á, thì chắc sư phụ của cô là thợ tu rồi cho nên dẻ cô rồi, cho nên bây giờ cô hận. Nhưng mà cô hận cái đó là cái chuyện đó, là cô nói cái đó là sai. Cô nói cái video của cô á, lên video video của cô á, tất cả những người người ta thấy người ta rất là bức xúc. Tại vì cô nói vừa nói những cái vị thầy trong chùa nghe. Rồi cô nói luôn cả những cái người mà người ta đi làm thầy đám ở ngoài xã hội. Đó. Cô nói chuyện bởi vậy như vậy mà hỏi làm tại sao mà cô hiện tại bây giờ cô không mang cái nghiệp. Cái việc trước tiên là cô mang cái nghiệp rõ ràng rồi. Đây, còn thêm đây một cái lời cô nói đây. Vẫn còn tin tưởng vào những người đi tụng kinh thuê, tụng mướn, tụng nhận, tụng lấy tiền. Người ta vẫn tin vào những thầy tụng, gọi là giống như là bán kinh để lấy tiền vậy đó. Tụng, đọc kinh rồi xong lấy tiền. Hình như là tôi thấy quý vị vẫn còn trông mong vào những người đó. Mình thỉnh cái người không đức độ, mà không đức hạnh, mà mình về để cầu siêu cho hương linh trong gia đình của mình á, đó là một cái lỗi nha. Không có siêu nổi, cầu không có siêu nổi, mà cái người thân không lo niệm mà đi cầu, đi thỉnh những, thì tôi thấy là tất cả Phật tử tại gia
Rồi cô nói như vậy đó, cô thấy cô nói có đúng không? Nha. Cô nói có đúng không? Cô phát ngôn ở trên đây đó, bởi vì lý do tại sao cô nói chuyện mà lấp dấp. Cô nói chuyện sao mà nó không được đàng hoàng giống như người ta. Thay vì cái gương mặt của cô á, cô mà nói chuyện mà cô ăn cô biết lựa xương, cô nói cô biết lựa lời một tí á, là cái người cô phúc hậu chứ không có đi đến con đường mà nghèo khổ vậy. Xin lỗi cô, A Di Đà Phật. Còn cô nói chuyện ra tôi nghe không có một cái vấn đề gì. Tôi nghe rất là nhiều cái video của cô đăng lên là tôi nghe thấy. Chắc cô cái việc trước tiên, A Di Đà Phật, tôi nói cho cô nghe nha. Cô có gia đình rồi tôi cũng vẫn nói, chắc có lẽ hồi trước á, cô á, một cái thứ nhất là cô bị cái ông thầy nào chấm mút cô rồi, rồi họ gạt cô đó, cho nên bây giờ cô mới thù. Còn hai là cô gặp bị cái ông thầy tụng nào, ông thầy tu nào, ông thầy gì đó gạt lường cô rồi, cho nên cô mới nói như vậy. Cái tuổi đời cô thì tôi độ á, cô chắc cũng cỡ vàng cỡ ba mấy 40 tuổi, thấy không? Thay vì á, tại vì cô thấy không, rõ ràng tôi cũng là cái người mà thấy cái chuyện bất công là tôi nói. Nhưng mà mình phải xét lại, mình phải suy nghĩ cái chuyện đó bất công nó như thế nào, cái chuyện đó nó có sự thật hay không, cái chuyện đó nó như thế nào. Cô bây giờ cô không biết cái gì hết trơn mà cô nói là cái rước cái ông thầy trong chùa ra tụng không đức hạnh, rồi cái ông thầy đám mà người không đức hạnh đi tụng không có siêu thoát. Như bây giờ như cái bản chất của cô vậy, cô có chết đi cô như vậy đó rồi tụng kinh cho cô sao siêu thoát. Cái khỏi nói người khác, nói như theo bản chất của cô thôi. Làm một cái con người như cô vậy đó là còn lúc còn sống là mà gieo nhiều cái nghiệp không lành. Nói gieo nhiều cái ác cảm cho người khác. Tôi nhắc lại cho cô nghe một lần nữa là cái người thầy đám đó, là thầy tụng gì đó thì họ cũng là cái nghề của họ. Cô phải nhờ người ta mới 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 đến người ta làm chứ gia đình cô chết đâu có ai tự nhiên mà mấy ông thầy đó ông chạy lên nhà cô đâu. Nếu mà chừng nào mà gia đình cô chết mà mấy ông đó ông chạy lại nhóc có trơn để ông giành giật để ông tụng kinh đó, là cô nói vậy là đúng á. Còn mà gia đình mà cô chết á, cô có chết hay là gia trong thân nhân cô dòng họ cô có chết á, thì mà cô đi nhờ đó, cô nhờ người ta mới đến đó, thì cái đó nó có khác. Nhưng mà làm cái gì người ta không biết đó, tôi nói cho cô nghe. Cũng như thí dụ bây giờ đây là cái truyền thống của ông bà mình rồi, siêu không siêu gì người ta không biết, nhưng mà hai cái tục lệ cái nhà đám đó, thì phải có một vị thầy đó, biết thầy gì không biết, nhưng là phải phải lại đứng cái đám để làm cái ma chay cho cái gia đình đó, cái tang sự cho gia đình đó. Chứ cô nói là tụng kinh phải tụng cái những vị thầy đó không đức độ, tụng kinh là không có siêu được. Sao là siêu, sao là không siêu, cô hiểu gì về cái nền Phật pháp, cái văn cái Phật pháp mà cô nói siêu không siêu, cô có thấy không? Tôi nói cho cô nghe, nếu như thí dụ cô có bị ông thợ tu nào hay là chấm mút cô á để lường gạt cô lấy tài sản hay hoặc như thế nào đó, thì cái ông đó ông sai. Với phần chắc con người của cô, chắc hồi trước á, trước khi mà cô còn giàu có đó, là chắc có lẽ là cô chắc cũng không có phải người bình thường. Bởi cho nên cô cũng phải người bình thường cô mới nhận cái hậu quả. Cái người mà không có đức, nói chuyện ra là không có đức có hạnh, bởi vì cho nên cô bị những ông đó là phải rồi đó. Nhưng mà tới như vậy, cô bị như vậy mà cô còn không biết mà sám hối để mình tìm lại cái phúc báo, mà còn đi buông lời nói. Cô biết cô nói như vậy rồi, cô nói hiện tại bây giờ những cái người Phật tử họ còn mê muội, tất cả trên đất nước Việt Nam này còn mê muội nè. Tôi nói cho cô nghe, cô nói vậy không khác nào cô nói cô bác anh chị Phật tử ở trong cái đất nước Việt Nam này từ lớn tới nhỏ có bác Phật tử, cô có thể cô kêu bà nội bà ngoại nữa đó, cô nói bị u mê, là cô nói ý cô ám chỉ là trong cái số đó là những cái vị Phật tử đó là họ ngu hả,
họ khôn hơn, họ ngu hơn cô đúng không? Họ có, cô nói ám chỉ là cô u mê, là cô nói là cái tất cả cái đất nước Việt Nam này ai đi theo cái nền Phật giáo là bị u mê, bị ngu. Miễn gia đình mà có đám là rước thầy lại làm đám là bị ngu, bị u mê đúng không? Cô ăn nói mà cô không có suy nghĩ. Bởi rồi cô nói là lý do làm sao mà trên cộng đồng mạng người ta chửi, người ta mắng cô rồi như vậy. Cô nói không không có sợ mà mang cái nghiệp, cái khẩu nghiệp của cô mà tới ngày hôm nay cô giờ cô không còn gì mà cô vẫn còn nói như vậy. Đây. Rồi cô thấy không? Con người mình làm thì trời Phật thấy, đó. Kính thưa quý vị, tôi là Ngọc Hiếu. Tại sao lúc gần đây tôi lại lên tiếng phê phán những nhà tu hành không đúng? Tại vì đều có lý do. Hiện tại tôi rất là nghèo, bởi vì lúc xưa vợ chồng tôi cũng có lúc khá giả lắm đó. Tôi thường xuyên đi chùa để bái Phật, và vào mỗi khi tôi vào chùa tôi đều cúng tiền hoặc vật chất gì đó để cung cấp cho những nhà sư trong chùa có điều kiện để tu hành mau sớm thành đắc đạo, để có chút công đức để tôi hướng về của quyền tất tổ. Còn lại những nhà sư góp tiền của nhóm góp được tiền mà sinh hoạt còn lại thì nên giúp đỡ cho những người hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi nghĩ như vậy nên tôi thường xuyên đi chùa. Nhưng mà thời gian sau đó, tôi phát hiện những nhà sư tu không đúng nên tôi bất mãn. Lúc gần đây rầm rộ những video những nhà sư phát ngôn không đúng cho nên tôi phải lên tiếng để những ngày. Kính thưa quý vị, tôi là Ngọc Hiếu. Tại sao lúc gần đây tôi lại Quý vị nghe rõ ràng hồi trước tới giờ á, cô quen với một cái ông sư nào đó rồi bị ông sư đó chấm mút ha, ông sư là ông thợ tu nào chứ đừng có nói vậy ha. Tôi nói cho cô nghe, mía sâu có đốt, nhà giọt có nơi, cái người là nào làm sai thì người đó chịu, chứ cô đừng có nói buông lời. Cô nói trong đó có thể là có ông bà cha mẹ cô nữa, cô nói như vậy làm chi? À, cô thấy không, cái nghiệp cô thấy rõ ràng, cô nói tới giờ cái nghiệp nó tới cái cô liền, cô thấy không? Như vậy mà cô còn chưa biết sửa đổi cái bản tánh cô mà cô còn đi nói này nói nọ, cô nói không đúng sự thật. À, thay vì cái ông thợ tu nào mà hồi trước đó gạt cô hay chấm mút cô cái gì đó nha, thì cô nói cái tên ông thợ tu đó ra, thì một ông nào làm thì ông đó chịu, cái bàn tay có ngón ngắn ngón dài đó. Cái nền Phật giáo là cô biết bao nhiêu ngàn cái ông thầy, bao nhiêu ông thì ông nào sai ông đó chịu, chứ cô quơ đũa cả nắm, cô nói tất cả hết rồi. Những người người ta tinh tấn tu hành cô cũng nói vậy rồi, những cái vị mà thầy đám ở bên ngoài xã hội đó, những vị đó người ta có đâu có làm gì phiền phức tới cô đâu đó. Người ta cái đó cũng là cái ngành nghề của họ. Nếu như thí dụ mà gia đình đó họ thuê mướn thì họ đến họ làm. Thì cô buông lời cô nói làm chi? Cô nói tu thiệt tu giả, những cái vị cần nên nói thôi, sao cô không dám nói nha? Cái vị mà chấm mút cô đó, quý vị nghe rõ ràng không? Một cái con người mà như vậy đó, ăn nói như vậy đó. À, qua cái video này Thiện Lễ mong video này sẽ đến đến cái tai của cô Ngọc Hiếu, để cô nghe rồi cô nằm đêm cô suy nghĩ lại ha. Ở trên đời này nói với cô Hiếu á, là cũng người thì cũng có người này người khác đó, chứ không phải là ai cũng như vậy như cái lời cô nói. Cô đừng có quơ đũa cá nắm. Rồi cô còn nhấn mạnh bà con Phật tử trên cái đất nước Việt Nam này còn u mê, cô nói một câu nói đó. Nếu cô thông minh hơn tất cả 100 triệu dân trên cái đất nước Việt Nam này không đó. Người ta tín ngưỡng Phật giáo, ai làm sai thì cô bác người ta có quyền nói cái người đó. Đó. Chứ còn bao nhiêu người khác người ta vẫn tu tịnh tâm tu hành, người ta đâu có làm sai. Rồi cô bác anh chị Phật tử từ trẻ tới già, người ta trong cái tâm người ta hướng Phật mà cô cũng nói như vậy nữa. Rồi những cái anh mà người ta mà đi làm đám đó, những cái vị thầy đám đó người ta đâu có làm gì gia đình cô. Mà cô cũng buông lời, cô nói là cô cái gì, cô lên tiếng đặng cô làm sao, đặng dẹp bỏ làm sao
những cái ông thợ cái gì, những ông thầy đám đẩy chay thầy tụng ủng hộ ban hộ trì. Cô thấy cô buông lời cô nói như vậy cô tẩy chay được người ta không hả? Cô nói vậy làm chi cho mang cái nghiệp, mà đến bây giờ cái nghiệp lực nó đã đến với cái gia đình cô rồi đó mà cô còn chưa biết ăn năn. Thiện Lễ mong cô nghe được cái video của Thiện Lễ chia sẻ rồi cô hãy tịnh tâm mà suy nghĩ lại, nếu những vì mình sai thì Thiện Lễ mong cô rút tỉa kinh nghiệm lại để lần sau đừng có lên trên cái mạng phát biểu lung tung nữa. Cô thấy không, vô cái trang của cô á, cộng đồng mạng người ta vô người ta chửi không còn đường nào nổi hết, mà cô cũng thừa nhận cộng đồng mạng vô chửi, cô ăn nói thiệt không có ra gì hết trơn mà hỏi sao tao không chửi. Thiện Lễ mong rằng từ đây về sau á, cô bỏ đi cái thói đó nghe cô, để mình làm một con người người tốt. A Di Đà Phật. Thiện Lễ cũng cầu chúc cho gia đình của cô được vạn sự an lành, và cô thì được sớm quay đầu và bỏ đi, bớt đi cái bản tánh mà ăn nói không ra gì, để chi để mình được hưởng cái phúc báo. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi Thiện Lễ tạm dừng video, Thiện Lễ xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô bác anh chị Phật tử trên mọi miền đất nước. Một đêm có giấc ngủ ngon và vạn sự an lành, thân tâm an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.